Đấy, xin chào các bạn ơi, đây mình đang có một cái thao nước các bạn ơi, rất là nhiều đồ chơi lô. Rainbow Frame Purple. Together. Oh, honey, son, I'm so sorry. I'm so happy to have you guys back. Wait, does this mean... Đây một con quái vật các bạn ơi, chân tay nó dài thòn lòn luôn. Trông rất là thú vị luôn các bạn ơi. Đây, có thêm gì đây? Thì ra đây là một con khủng long Stegosaurus màu cam các bạn. Ở trên lưng của nó rất là nhiều những cái vảy đó các bạn ơi, phần đuôi nó còn có gai nữa nha, trông rất là đẹp luôn. Đây, đây có thêm một con khủng long Spinosaurus cũng màu cam các bạn ơi. Ở trên lưng của nó kìa, có một cái vây giống như một cái cánh quạt rất là to luôn các bạn ơi, quá là dữ luôn. Đây mình còn phát hiện thêm gì đây, con thỏ Bunny Bunzo màu vàng, nó có cái sừng trên đầu nha các bạn ơi. Đấy, con thỏ này cái nó rất là kinh dị các bạn ơi, trông đáng sợ chưa kìa. Đấy, đây có thêm gì đây, một anh chàng Spider-Man người nhện màu đỏ các bạn ơi. Đấy, anh ta có thể bắn tơ bay tứ tung luôn. In. Đấy, đây mình còn phát hiện thêm được một con khủng long Dilophosaurus các bạn ơi. Con... khủng long này di chuyển bằng hai chân nha, trên đầu nó có hai cái vảy nữa các bạn ơi, hình chữ V nha các bạn, trông rất là đẹp luôn. Đấy. Đây mình còn phát hiện thêm gì đây, một anh chàng hút các bạn, người khổng lồ xanh các bạn ơi. Bụng sao muối cơ bắp lực lưỡng chưa kìa. Ấy trong mình ta rất là hung tợn các bạn ơi, trông cũng khá là hung hăng dữ nữa nha. Đây một con khủng long Triceratops màu tím các bạn ơi. Nó có hai cái sừng trên đầu nha các bạn. Wow, khá là ghê luôn nha. Con khủng long này di chuyển bằng bốn chân nha các bạn ơi. Ấy nó rất là dữ luôn các bạn. À, một con quái vật Husky Pusky màu đỏ các bạn ơi. Đấy, trông nó khá là ghê luôn nha. Nó đang vẫy tay xin chào chúng ta nè các bạn ơi. Hello. Hello. Đó, ghê chưa, ghê chưa. Đây, một con khủng long Teresinosaurus màu xanh lá cây các bạn ơi. Hàm răng của nó rất là sắc nhọn các bạn ơi, trông cực kỳ đáng sợ luôn nha. Wow. Còn thêm rất là nhiều đồ chơi khác các bạn ơi. Ai đã ở dưới đây dưới nước là phải có một con quái vật này nè các bạn ơi. Đây Stingoflin. À, nó giống như một con sứa các bạn ơi, nó màu đỏ các bạn ơi, nó có một con mắt nha, tháo cái chân luôn các bạn ơi, trông ghê chưa kìa. Đây một anh chàng Captain America màu xanh như các bạn ơi. Có một hình ngôi sao màu trắng ngay trước ngực các bạn ơi, trông cực kỳ là đẹp luôn. Anh chàng này màu xanh nè các bạn ơi. Anh ta là người đội trưởng rất là giỏi nha các bạn ơi. Wow, một con Husky Pusky màu đỏ các bạn ơi. Con này mình thấy hiền hơn con nãy các bạn ơi. Chắc là mình làm bạn với con này được đó nha. Wow, một em bé baby long leg các bạn ơi. Em bé này màu vàng các bạn, có một cọng tóc trên đầu nha, đang mặc cái tã màu trắng các bạn ơi, trông rất là cute luôn. Wow. Đây mình phát hiện ra được một chiếc siêu xe màu xám các bạn ơi. Chiếc xe này được bọc thép các bạn ơi, hơi chống đạn này kia luôn nha, rất là mạnh luôn các bạn ơi. Hơi đua là tông hết tất cả mọi chiếc xe khác luôn. Không sợ thua đâu. Đây một anh chèn thoa các bạn ơi.
đang mặc cái áo màu đen, các bạn có cái quần màu xanh nha, đấy mái tóc màu vàng dài cổ điển các bạn ơi, trông cũng khá là đẹp luôn nha các bạn, cơ bắp cuồn cuộn luôn kìa. Hey. Đây, một con quái vật Kili Kili màu xanh kìa các bạn ơi. Hàm răng của nó rất là sắc nhọn luôn, tới tận 5 con mắt rồi các bạn ơi, hai cái sừng trên đầu nó nha, rất là sắc nhọn luôn, ghê chưa kìa, móng vuốt của nó kìa, rất là đáng sợ luôn các bạn ơi. Hey, có thêm gì đây, một em bé nào đây, để mình cho các bạn xem nha, đây một cô nàng hất kiểu kim màu hồng các bạn ơi. Nó có cái nơm màu xanh các bạn, trông khá là dễ thương luôn á nha. Hey. Và một con khủng long T-Rex, con khủng long này màu đỏ các bạn ơi. Con khủng long bạo chúa các bạn, nó di chuyển bằng hai chân, nó chạy rất là lẹ luôn các bạn ơi. Wow, nó rất là hung dữ luôn các bạn. Đây còn rất là nhiều đồ chơi khác nha các bạn ơi. Còn thêm gì nữa đây, một anh chàng Superman mặc bộ đồ màu xanh các bạn ơi. Có một cái quần màu đỏ nè, anh ta bay rất là nhanh luôn và sức mạnh rất là vô biên luôn các bạn ơi, quá là đã luôn, anh ta mạnh lắm nha các bạn ơi. Đây Toilet Skinny Bee các bạn ơi, anh chàng này đang ngồi trong một chiếc bồn cầu mà sao nó cây các bạn, trông cực kỳ là mang rợ luôn nha các bạn ơi. Nhưng mà cách để tiêu diệt anh ta là bấm cái nút trên đây nè các bạn ơi, xả nước là anh ta mất tiêu à. Đây có thêm một con khủng long Ankylosaurus các bạn ơi. Trên lưng của nó kìa, rất là nhiều gai giống như một con nhím đó các bạn ơi. Nó di chuyển bằng bốn chân nha các bạn ơi. Rainbow Fendrin. Anh chàng này màu xanh lá cây các bạn ơi, trông cực kỳ là thân thiện luôn các bạn ơi, quá là dễ thương luôn nha. Một con quái vật Jumbo Josh màu xanh lá cây các bạn. Hàm răng của nó rất là đều luôn, chắc là con này đánh răng thường xuyên lắm nè. Rainbow Fendrin các bạn ơi. Một anh chàng này màu đỏ nha các bạn ơi, đang mặc bộ đồ màu trắng, trông cực kỳ là dễ thương luôn, hai con mắt lòi ra ngoài nè các bạn. Wow, Shithead Monster đang đậu trên đầu của nó là một cục phân các bạn ơi. Một cục phân màu nâu rồi các bạn ơi, ghê chưa, rất là thúi luôn các bạn. Đây một anh chàng quay pick các bạn ơi. Chàng này màu đỏ các bạn, có một cái nút bấm trên đầu này, trên ngực nữa các bạn ơi, piu 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 piu, trên đầu người ta có hai cái sừng nữa nha. Một chiếc siêu xe màu xanh lá cây các bạn ơi. Chiếc xe này có cái buồng lái rất là đẹp luôn, hai cái bánh trước nhỏ hơn hai bánh sau các bạn ơi. Wow, chiếc xe này chạy cực kỳ là lẹ luôn nha các bạn. Đây một anh chàng Iron Man người sắt phiên bản màu đen các bạn ơi. Trông khá là mạnh mẽ luôn các bạn ơi, cực kỳ là thích luôn nha ha. Đây Triple Iron Man, anh chàng này tới tận 3 cái loa trên đầu luôn các bạn ơi. Bộ đồ màu đỏ các bạn, cộng thêm có một cái súng thần công các bạn ơi, trông cực kỳ là mạnh mẽ luôn nha, rất là thích luôn. Đây có thêm gì đây, một chiếc siêu xe khác các bạn ơi, chiếc xe này màu vàng các bạn, trông cực kỳ là đẹp luôn. Chiếc xe này chắc là chỉ chạy được một người thôi nha các bạn ơi, trời ơi chiếc này chạy đâu thắng đó luôn nha các bạn, quá đã luôn. Rất là nhiều bóng nha các bạn ơi, đã chưa kề, rất là nhiều đồ chơi khác nha, bye bye các bạn nha, bye bye.
Hi, xin chào các bạn nha. Đây này các bạn ơi, chúng ta một lần nữa đây đang có rất là nhiều những con vật luôn nha các bạn. Đấy, lại có rất là nhiều đồ chơi luôn nha các bạn ơi. Đấy, ghê dữ chưa. Đây chúng ta có thêm một con khác các bạn ơi. Đây là một con tê giác các bạn. Đó, một con này chắc là không xa lạ gì các bạn đâu ha. Một con tê giác rất là đẹp luôn các bạn. Một con tê giác này màu tím các bạn ơi, nó có một cái sừng ở trên ngay trước mũi các bạn. Đó. Con này thì cơ bắp cực kỳ lực lưỡng luôn các bạn ơi. Đó. Cơ bắp cuồn cuộn các bạn, cái bụng nó khá là phệ các bạn ơi. Con này ăn khá là nhiều nha. Con tê giác thậm chí có thể nặng lên tới là 1 tấn nha các bạn ơi. Đó, ghê chưa? Và dù có thể nặng như thế nhưng mà nó vẫn di chuyển cũng rất là ok nha các bạn, chứ không có bị ụt bịch đâu các bạn ơi. Chúng ta yên tâm nha. À, đây chúng ta có một chú rồng nè các bạn ơi. Đó, một chú rồng này thì có 2 cái cánh các bạn ơi. Đó, trên lưng của chú này các bạn cũng có rất là nhiều những cái gai các bạn ơi, gai góc xung quanh rất là nhiều luôn nha. Đó, con rồng này đang phun lửa các bạn ơi, trông rất là đáng sợ các bạn. Đó, con rồng có 2 cánh nên nó có thể bay được nha các bạn ơi. Đó, nó có 4 cái chân rồi các bạn. Đó, một con rồng rất là đẹp luôn các bạn. Giữ cho trên đầu nó cũng có thêm một cái sừng các bạn ơi. Đó, giữ đẹp quá các bạn. Đây chúng ta có ai đây, một con rainbow friend pink các bạn ơi. Con này thì màu hồng các bạn ơi, nó có hàm răng rất là sắc nhọn luôn nha. Nó không có tai các bạn ơi, nó chỉ có 2 cái chân với lại 2 con mắt với lại cái miệng thôi các bạn. Các bạn sẽ thắc mắc là nó ăn như thế nào đúng không? Bạn yên tâm đi, nó sẽ dùng cái miệng nè các bạn, nó há cái miệng bự ra vậy nè các bạn. Xong rồi cái nó chỉ cần khom người xuống nó ăn các bạn. Cần gì mà tai chi nữa các bạn. Thú vị chưa? Con này thì là một con Husky Husky Blue, con này màu xanh dương các bạn ơi. Đó. Con này thì các bạn thấy không, hàm răng nó cực kỳ là sắc nhọn các bạn, trông rất là đáng sợ luôn nha các bạn. Đó, nó có 2 cái sừng các bạn ơi, nó đang chỉ tay lên trên trời các bạn ơi, ghê chưa? Con này là không có sợ trời, không sợ đất đâu các bạn ơi. Đó, ghê chưa? Đây là một con quái vật rất là đáng sợ. Nó chỉ tay chúng ta đâu các bạn ơi, ghê quá, bỏ xuống thôi. Đây chúng ta có ai đây, đây là một anh chàng The Flash các bạn ơi. Đó, anh chàng chạy tốc độ siêu nhanh luôn. Đây để mình cho các bạn xem tốc độ chạy của anh ta nha. Oh, ghê chưa? Anh ta vừa chạy ngang qua các bạn, ghê chưa? Ở trước ngực anh ta có một logo hình tia điện các bạn ơi. Đó, kiểu như là anh ta chạy sạc điện các bạn. Đó, cho nên là có một cái hình tia điện á. Anh chàng mặc đồ màu đỏ các bạn ơi, anh chàng này chạy cực kỳ lẹ luôn các bạn. Đó, ghê chưa? Đây chúng ta có thêm một con Ray Master các bạn ơi. Con này là một anh siêu anh hùng người Ếch đến từ Ben 10 nha. Cơ thể anh ta thì nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu các bạn ơi, giúp anh ta có thể là đột nhập vào căn cứ của kẻ địch rất là dễ dàng luôn nha các bạn. Vậy chưa hết đâu, do là cái cơ thể nhỏ nhắn vậy đó các bạn, cho nên là sức mạnh của anh ta cũng khá là hạn chế nha. Nếu mà anh chàng hút kia kìa các bạn, mà đập một cái thôi chắc là con này chết thôi các bạn ơi, chứ chịu gì nổi. Con này chỉ nằm xỉu rồi, năn nỉ rồi các bạn ơi. Đây chúng ta có thêm một con khủng long Stegosaurus các bạn ơi. Một con này màu cam các bạn. Các bạn thấy trên đầu của nó với lại phần tới phần đuôi các bạn có rất là nhiều những cái vảy luôn nha các bạn ơi. Và rất là đẹp luôn. Con khủng long này thì nó thậm chí là phần chóp đuôi các bạn cũng có thêm 4 cái gai các bạn ơi. Đó, quật cái đuôi vào kẻ thù các bạn, nó gây sát thương cực kỳ lớn luôn nha các bạn. 4 cái gai này rất là chắc chắn nha các bạn, rất là cứng cáp luôn nha. Và con khủng long này di chuyển bằng 4 chân các bạn ơi. 4 chân nó cũng khá là ngắn nha. Cái đầu của nó thì dài dài các bạn ơi. Đó. Đây chúng ta có một chú ngựa các bạn ơi. Một chú ngựa này màu vàng các bạn ạ. Chú ngựa này có cái bờm nó ngay trên cổ các bạn ơi. Đấy, cái bờm nè.
Được chạy chuốt rất là đẹp các bạn ơi. Một con ngựa này khá là điệu nha các bạn. Con ngựa này thì nó là một có thể chúng ta có thể hồi xưa các bạn ơi, hồi xưa chúng ta xem nó như là một công cụ để đi lại các bạn ơi, một phương tiện đi lại đó các bạn. Chúng ta có thể cưỡi ngựa này để mà mang vác hàng hóa rồi chở người chúng ta để đi tới đâu đó. Nhưng mà hiện tại thì con ngựa này đã được thay thế bằng xe cộ rồi các bạn, chứ không phải như hồi xưa nữa đâu nha. Con ngựa này chạy khá là nhanh nha. Ở đây chúng ta có ai được coi đua ngựa chưa nào? Đua ngựa hay lắm nha các bạn ơi. Đây chúng ta có thêm một con báo đốm nè các bạn, một con báo đốm rất đẹp luôn nha, hàm răng cực kỳ sắc nhọn các bạn. Đó, ghê chưa, hàm răng rất là sắc nha. Đó, nó có những cái đốm màu đen này các bạn, trông rất đẹp luôn nha. Con báo đốm thì nó có cái thân hình nó khá là ốm và bốn cái chân nó khá là dài các bạn ơi, thon các bạn, giúp cho nó là hoạt động rất là linh hoạt các bạn ơi. Đó, và nó có thể chạy cực kỳ nhanh luôn, thậm chí là có thể lên tới vận tốc là 100 km/h luôn các bạn. Đó, báo đốm là một động vật ăn thịt nha các bạn ơi, thậm chí là nó có thể leo cây này kia luôn các bạn. Đó, rất là đáng sợ nha. Đấy, đây chúng ta có thêm một bạn gấu trúc nè các bạn, bạn gấu trúc nằm trên đây nè. Anh chàng này, con gấu trúc này thì nó có mà thân hình khá là mập mạp dễ thương ha các bạn. Con gấu trúc này màu trắng với là màu đen các bạn ơi, nó có hai con mắt thâm quầng màu đen các bạn, trông ghê chưa. Con gấu trúc này rất là thân thiện các bạn ơi, nó là một con rất là thích chơi đùa nha các bạn, cực kỳ thích chơi đùa luôn, và nó rất là thích ăn những cây trúc non các bạn ơi. Những cây trúc non nó rất thích luôn, còn cây trúc dài nó sẽ không thích đâu, tại vì cây trúc dài dài nó dai lắm các bạn, thì nó không thích ăn các bạn. Đây chúng ta có thêm một anh chàng người hút rồi các bạn ơi, khổng lồ xanh nè các bạn ơi. Anh chàng này thì không có mặc áo các bạn ơi, chỉ có mặc cái quần màu đen các bạn ơi. Anh chàng này có một cơ bắp cực kỳ là lực lưỡng các bạn ơi, đáng sợ chưa. Bắp chân các bạn, wow, rất là bự các bạn. Anh chàng này xung quanh tất cả người cơ thể anh ta đều màu xanh hết các bạn, trên đầu trên mặt cũng màu xanh các bạn ơi. Đó, khi chơi anh ta đang gồng các bạn ơi, gồng đáng sợ chưa, gần guốc các bạn, rất là lực lưỡng các bạn, trông siêu ngầu luôn các bạn, cực kỳ ngầu luôn nha. Đấy, đây chúng ta có thêm một cái súng các bạn ơi, cái súng có thể bắn được những con quái thú này các bạn. Bắn người không đồ xanh luôn. Đây chúng ta còn có thêm một con khác các bạn ơi, đây là một con khủng long các bạn. Hi, xin chào các bạn nha. Đây, chào mừng các bạn đã đến với chương trình Review Đồ Chơi nha. các bạn coi phim vui vậy các bạn ơi, hàm răng của tôi sắc nhọn chưa? Hàm răng của tôi sắc vậy thôi, chứ tôi không có ăn thịt mấy bạn đâu, các bạn yên tâm nha. Ghê chưa? Con cá sấu, con khủng long T-Rex mới vừa nói đó các bạn, ghê đáng sợ chưa? Bye bye các bạn nha, bye bye.